Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp thứ hai Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu hai thành phố thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, trong đó tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên vận hành thương mại vào tháng 11 năm 2024, tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đưa vào vận hành cuối tháng 7 năm 2024. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện các bộ ngành địa phương đã hoàn thành 9 trên 16 nhiệm vụ, 7 nhiệm vụ đang triển khai với công trình đường sắt đô thị tại hai thành phố. Trong đó, thành phố Hà Nội đã hoàn thành một số công việc đoạn trên cao, dự án Nhổn - Ga Hà Nội, hoàn thành công tác vận hành thử 57 trên 57 kịch bản, công tác thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy và đào tạo với 353 nhân sự. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan giải quyết các tồn tại vướng mắc của dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên, đẩy nhanh các hạng mục, bảo đảm đủ điều kiện để đưa dự án vào sử dụng tháng 12 năm 2024, rà soát các nguồn vốn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các bộ, ngành hoàn thành thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bến Thành - Suối Tiên, trình Chính phủ, đồng thời đã tổng hợp tham mưu Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền, xem xét bố trí bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu hai thành phố thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, trong đó tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên vận hành thương mại vào tháng 11 năm 2024, tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đưa vào vận hành thử nghiệm cuối tháng 7 năm 2024. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cùng hai địa phương khi xây dựng đề án cần tư vấn các nhà thiết kế hàng đầu thế giới về xây dựng đường sắt, đề án tính toán về nhân lực, lộ trình và có phương án về quản lý vận hành. Sáng nay ngày 17 tháng 7 tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự khai mạc kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của thành phố Hải Phòng ước đạt 10,32%, đứng thứ 5 của cả nước, đứng đầu trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023 đứng thứ 3 cả nước. Hải Phòng là địa phương đầu tiên ứng dụng mạng 5G cho cảng biển, nhà máy thông minh và nằm trong top đầu tiên của cả nước ban hành bộ tiêu chí văn hóa số, dẫn đầu cả nước về thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng từ đầu nhiệm kỳ có nhiều đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động. Hội đồng Nhân dân thành phố đã bám sát, kịp thời quán triệt, thể chế hóa và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các luật nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Việc tổ chức kỳ họp tiếp tục được cải tiến hợp lý, khoa học, bảo đảm kịp thời, thực chất và hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Hải Phòng đã tổ chức tốt phong trào thi đua trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Thành phố là một trong số ít các địa phương trong cả nước tổ chức phát động phong trào thi đua đúng với chủ trương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Năm 2018, khi về thăm làm việc với thành phố Hải Phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những gợi ý dặn dò, chỉ đạo thành phố nhiều vấn đề hết sức sâu sắc. Hải Phòng cần phát huy truyền thống kiên cường, sáng tạo, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đi đầu trong đổi mới. Phát triển kinh tế phải đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa của Việt Nam, xây dựng thành phố Hải Phòng sớm trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng nhận thấy Đảng bộ, chính quyền Hải Phòng đã thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tạo nên hình ảnh một Hải Phòng hôm nay với niềm vui tươi phấn khởi của người dân, từ thành thị tới nông thôn đang ngày càng phát triển, ngày càng đổi mới, cơ sở hạ tầng hiện đại, không gian đô thị được mở rộng. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần tiến hành sơ kết đánh giá, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết số 35 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, kết cấu hạ tầng, kinh tế, xã hội, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng của thành phố, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Về hoạt động của Hội đồng Nhân dân, với phương châm trách nhiệm, đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng, chuẩn bị các kỳ họp,
tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn, thẩm tra các báo cáo, tổ chức giám sát, tiếp xúc cử tri, có chất lượng thực sự để cử tri và nhân dân thấy hoạt động của Hội đồng Nhân dân đại diện cho tiếng nói của người dân thành phố. Ngày 16 tháng 7 tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã tiếp đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Valasai Lênh Savat dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Nhấn mạnh về ý nghĩa tầm quan trọng của truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào cũng như quan hệ giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào gìn giữ vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội ở mỗi nước và là nền tảng động lực được quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Hai bên bày tỏ vui mừng và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai đảng, hai nước, trong đó có sự đóng góp quan trọng của hai ban đối ngoại trung ương, khẳng định tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, thỏa thuận hợp tác giữa hai ban, góp phần đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trước đó, sáng cùng ngày, hai bên đã có cuộc hội đàm, thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, quan hệ Việt Nam-Lào, cũng như hợp tác giữa hai ban đối ngoại trung ương của hai đảng và một số nội dung hai bên cùng quan tâm, nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác đối ngoại. Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 sẽ được tổ chức tại thành phố Hải Phòng từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 và lễ khai mạc sẽ diễn ra tối ngày 28 tháng 7 tại sân vận động Lạch Tray. Sẽ có hơn 8.700 vận động viên của các tỉnh, thành phố trong cả nước đăng ký tham dự. Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 sẽ có 15 nội dung thi đấu tại 19 địa điểm. Cùng với số lượng vận động viên, gia đình các em học sinh sẽ cùng đến thành phố Hoa Phượng Đỏ trong dịp này và số lượng có thể lên tới 20.000 người. Về công tác chuẩn bị, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các sở ngành địa phương, rồi giữa thành phố Hải Phòng với Bộ Giáo dục Đào tạo, ra soát, kiểm tra cái sự phối hợp, sự phân công của các đơn vị đã thực hiện. Và đến nay thì chúng tôi tin tưởng rằng là cái công tác chuẩn bị cho cái lễ khai mạc cũng như là các địa điểm thi đấu của Hội khỏe phù đồng lần thứ 10 toàn quốc tại Hải Phòng sẽ thành công tốt đẹp. Lễ khai mạc Hội khỏe phù đồng sẽ có các chương trình đặc sắc thể hiện nổi bật chủ đề sức trẻ phù đồng, vững bước tương lai với sự tham gia của khoảng 1.000 diễn viên và 4.000 vận động viên tham gia diễu hành. Đây là một ngày hội không chỉ là của thể thao nói chung mà là ngày hội của các cháu thiếu nhi, cho nên sự kiện lễ khai mạc sẽ phải được giải quyết như thế nào để đáp ứng được sự kỳ vọng của những người yêu thể thao của một cái ngày hội lớn và đặc biệt là để cho các vận động viên thiếu nhi, thiếu niên khi từ toàn quốc đến với thành phố Hải Phòng sẽ có được những cái kỷ niệm hết sức là đáng nhớ trong mùa hè của năm 2024 tại thành phố Hải Phòng. Thành phố Hải Phòng đã tập trung nguồn lực cho công tác tổ chức, đặc biệt là công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa đến người dân của thành phố nói riêng và người dân cả nước nói chung.